Anh em thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một app đầu coin có tên là Star Network. Thì anh em nào chưa đăng ký thì chúng ta hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải và đăng ký luôn. Đấy, thì app Star Network anh em lên cửa hàng CH Play này. Đấy, trên chợ ứng dụng á, chúng ta nhắc vào tìm kiếm này, bấm Star Network này. Ok. Đó, thì anh em tiến hành tải về. Thì trong quá trình tải mình xin tạm dừng một tí nha. Tải về thì nó sẽ hiện giao diện như thế này. Thì anh em nhấn vào cái ô màu trắng này. Tiếp tục với lại Google á. Anh em đăng ký bằng Google. Thì kênh TikTok nó không cho mình để lộ thông tin lên trên kênh TikTok. Nên mình sẽ tạm dừng là che thông tin lại tại đây nha. Sau khi anh chị liên kết được cái Gmail vào rồi á, thì chúng ta tiến hành nhập mã giới thiệu. Thì nhập mã giới thiệu của app này là Văn Phước 12 nha. Thì mã giới thiệu này là của mình. Anh em có thể vào mã giới thiệu này và sau này mình sẽ lập một đội nhóm để chúng ta cùng khai thác cái ứng dụng này. Vì ứng dụng này rất là tiềm năng. Đó. Mình nói là một hệ sinh thái P2P nha. Là bây giờ mình nhấn Enter này. Ok, ở phần này mình xin phép tạm dừng nha. Cái tên hiển thị hoặc là cái tên người dùng anh em có thể để sau được. Thì cái tên người dùng á, sau này cũng là mã giới thiệu của anh em. Nếu như mà anh em đặt nó phức tạp quá thì trong sau này chúng ta cái lấy cái mã giới thiệu nó hơi bị khó. Đấy, còn mình để là Mr. Crypto này. Mở. Đó. Tên người dùng không khả dụng. Mình có thể đặt tên khác. Sau khi chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ về vào ở trong này. Đây, thì cái tên giới thiệu chúng ta sẽ nằm ở đây nha. Ok, và bây giờ mình bấm để sau. Thì giờ để khai thác chúng ta nhấn vào cái ô này, cái hình quả tên lửa này. Rồi, nó bắt đầu khai thác cho mình này. Và chúng ta tiến hành xem quảng cáo nha. Lướt qua này, anh em lướt qua một tí, xong anh em bấm vô X tắt đi. Rồi, nó sẽ tiến hành đào trong 24 giờ. Sau mỗi 24 giờ anh em nhớ vào cái lúc này anh em nhấn vào quả tên lửa nha. Và sau đây mình sẽ quay thưởng nha. Rút thăm thưởng này, bấm vào Grab Now này, đây là đó thì mình đã nhận thêm được 1% tốc độ đào này. Ok, và mình bấm lướt 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 này, xong mình tắt đi này, xong mình rút thưởng luôn bây giờ luôn này, đó quay thử. Rồi, mình rút thưởng xong rồi. Thì anh em có thể tìm hiểu một số thông tin đây về KIC này chẳng hạn. Thì KIC tiến hành vào tháng 1 này. Đấy. Thì mình giới thiệu sơ lược về cái app này như vậy. Anh em nào muốn đào thì hiện tại tốc độ đào nó khá chỉ là nhanh. Nhưng mà anh em bỏ qua cái cơ hội này á, thì sau này nếu như mà nó hốt á, thì anh em sẽ bắt buộc phải đào những với lại những tốc độ chậm hơn. Đó. Bây giờ anh em đào trong 24 tiếng đúng không? Là nó sắp xỉ được 20 coin. Nhưng mà sau này anh em đào sau này nó giảm xuống 0,4 giờ này thì anh em chỉ được có được 10 coin thôi, 10 coin một ngày thôi. Đấy. Bây giờ anh em chọn 20 coin hay là sau này anh em chọn 10 coin, đó là quyền quyết định của anh em. Rồi, chúc anh em thành công.